Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HP Nguyễn, những lời sống dưới nước của mình nha. Thì hôm nay mình gánh Hà cho nên là mình đã đi lên Trà Vinh. Mình đã tậu được hai em cá này, các bạn thấy có ghê gớm không chưa? Hai con này mình mua ở tiệm cá cảnh Ngọc Quân nha mọi người. Ở đây có ai biết loại cá này không ta? Thì đây chính xác là con thành cát tư hãn nha mọi người. Nhưng tên thật của nó là cá dồ cờ đó nghe. Không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ bỏ bịch cá này vô hồ ngâm trong khoảng 10-15 phút luôn nha mọi người. Còn đây là cái máy lọc 3 ngăn của mình nè, lọc tràn 3 ngăn nha. Thì cái máy lọc này cũng khá là đơn giản thôi, mình cũng không có gì để review cho các bạn. Thì trong thời gian chờ đợi cái bịch cá này nó nguội nước giống như cái hồ, mình sẽ quay cho các bạn xem cái hồ cá này của mình nha. Thì cái hồ này thật chất nói mới chứ nó không có mới nha mọi người. Cái hồ này mình đã nuôi, mình đã mua trước đó là khoảng 3-4 năm trước rồi. Khoảng 4 năm mấy á, 4 năm mấy chứ. Thì cái hồ này chiều dài là 4 gang mấy gì đó mọi người. Còn cái chiều ngang là có 2 gang mấy à. Thì cái hồ này lúc trước mình mua là mình thanh lý lại của người ta nha. Hàng đã qua sử dụng rồi á mọi người. Cái hồ này luôn với cái chân nè, cái chân 400 nè. Còn cái hồ thì 300 mấy là tổng cộng 700 mấy á mọi người. Chứ cái hồ kích cỡ cỡ này mà kính 5-6 ly gì nữa. Mà các bạn mua mà hồ mới là mắc lắm á. Trên 1 triệu á, giờ chắc trên 1 triệu á mọi người. Chứ không ít đâu. Thì phía sau cái hồ mình có dán một miếng đề can nha. Bạn giúp cho cái hồ nó tối tối bớt cho cá đỡ quảng á mọi người. Với cái hồ này là lúc trước anh mình để ở nhà dưới nuôi cá bể màu á mọi người. Rồi lúc sau này ảnh không có thời gian nuôi nữa cho nên là mình mới lấy về đây mình nuôi nha mọi người nha. Thì mình đã đem cái hồ này lên đây được khoảng một tuần rồi và mình hứng nước mưa. Mình đựng trong cái hồ này luôn là khoảng... Mình lắng cặn xuống là khoảng từ 3-4 ngày rồi nghe mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ mua cá về mình thả vô đây thử. Tại vì hồ mới cho nên mình cũng chưa có setup gì nhiều hết. Thì mới đầu mình tính mua gỗ lũa mọi người. Mình chơi lũa. Nhưng mà mình nghe một số người kia nói là muốn chơi lũa là phải nấu nó chín đó mọi người. Giống như hấp nó vậy rồi mới chơi được. Còn thôi là nó ra màu, nó ra nhớt đồ dữ lắm. Cho nên là mình chưa có chơi nha. Thì hai con cá dồ cờ này của mình các bạn đoán thử coi là nó bao nhiêu tiền. Con này thì cũng khá nhỏ thôi mọi người. Nó khoảng ngón tay của mình thôi à. Nó không có bự không. Nhưng mà nó cũng khá có duyên với mình đó nha. Tại vì trong hồ đó còn duy nhất có hai con nè mọi người. Còn có hai con đúng luôn á. Ở dưới đáy hồ hổm gà mình lóng cặn thì cặn nó rất là nhiều. Các bạn thấy trong hình là nó nhỏ hơn ngón tay mình đúng không? Nhưng mà ở ngoài là nó cũng cỡ tương đương á. Thì mình quay ở trên xuống cho các bạn xem xíu thôi. Giờ mình sẽ lia qua cái máy lọc tràn 3 ngăn của mình nha. Thì cái này hồi đó trước mình mua cũng khá rẻ mọi người, hình như 100 mấy á. Thì cái ngăn đầu tiên mình bỏ bông lọc bình thường thôi nha. Thì cái khe này nó chảy nước qua đây nè. Ngăn thứ hai thì mình bỏ sứ lọc với than lọc. Ngăn cuối cùng thì mình nhím một cục than lọc vô cái lỗ đang cho nước chảy xuống thì nó không có kêu lóc gách đó mọi người. Giống như nó im á. Rồi thì bây giờ mình ngâm cũng khá lâu rồi, giờ mình sẽ mở cái bịch ra ha mọi người ha. Có con tay khó mở quá mọi người. Mình bấm cho nó bể nè mà nó không bể luôn á. Cái anh chủ shop này ảnh rất là kỹ nha mọi người nha. Anh làm tới hai cái bọc lận. Bởi vậy hỏi sao bấm không lủng. Mình tưởng ảnh gài, ảnh chắc ảnh sợ mình nó đâm gách bọc á mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thêm một miếng nước ở ngoài vô trong nha. Giờ mình sẽ thử trước coi cái nước ở ngoài với trong nó có đều nhau không mọi người. Có một cái nóng quá nóng, con cái quá lạnh thì không được nha. Rồi bây giờ mình thấy ổn định rồi đó, nước nó cũng giống giống. Thì giờ mình sẽ cho cá vô hồ thôi. Mình nghiêng xuống cho tụi nó ra mà tụi nó không biết đường ra nữa nè mọi người. Nó bơi lằng ngoằng nè. Ừ đó, ra được một con.
Còn con kia biết miệng ga không? Ga luôn. Trời ơi, ga được rồi, nó mừng các bạn ơi, nhảy tung tăng luôn. Bơi lội tung tăng, tung tăng. Thì cái hồ này mình cũng mới chơi lại cho nên là mình không có gãi cát nền với sỏi nền nha mọi người. Tại lúc trước cái hồ này có lót sỏi nền rồi nhưng mà dơ lắm. Cái phân cá đi xuống đó đó, rồi mình không có thể nào mình hút lên được. Cho nên là chắc mình không chơi cát nền đâu mọi người. Tại vì theo đó là phân nó xuống đó rồi mình không vệ sinh được, mấy con vi khuẩn nó sẽ sinh ra từ đó rồi. Nó sinh ra bệnh đồ, cá mình dễ bệnh lắm mọi người. Cho nên là chắc mình chơi cái hồ không vậy luôn á. Thì cái nền đáy trắng này thì mấy con thành cát tư hãng này chắc nó cũng đổi màu trắng thôi, chứ nó không có đen đậm được như cái hồ nền đen đâu. Thì cái này cái anh chủ shop ở trên Trà Vinh ảnh nuôi là cũng cái hồ nền trắng tươi à mọi người, chứ cái hồ không có nền đen. Thì các bạn thử đoán xem là con cá này mình mua bao nhiêu tiền. Sớm giờ các bạn đoán ra chưa? Thôi để mình nói luôn nè, hai con này là mình mua một con là 70 á mọi người, hai con là 140 nha. Các bạn thấy nó vô hộ nó lăn xăng không? Ôi mình lên trển cái anh, mình thấy cái anh chủ á, anh nuôi trong cái hồ bự của ảnh một con bự hơn cùm tay bằng bắp tay mình, nhìn đã lắm mọi người ơi. Mà chắc mát lắm á, con đó chắc cầm cỡ 1 triệu mấy á. Bây giờ mình mua mấy con nhỏ này mình nuôi gán bự tới đó thôi chứ sao giờ. Rồi thì clip mình cũng khá dài, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Các bạn được hơn thì các bạn để lại bình luận cho mình xin dấu chấm dấu phẩy cũng được các bạn, nếu các bạn không biết nói gì. Các bạn thấy đã không? Thì cái hồ này các bạn thấy mình nên nuôi thêm loài cá nào mà nuôi chung với thành cát tư hãng được nữa thì các bạn comment bên dưới cho mình biết với nha. Thì mình đang định nuôi con chê cọp với con hồng dĩ á mọi người. Thì để từ từ mình xem hai con này nó ổn ổn, mình sẽ mua cá thì mình quay cho các bạn xem ha. Nhìn nó bơi đã thiệt mọi người. Nhưng mà sao cái đuôi với cái bơi lưng nó ngắn quá ha mọi người ha. Mốt lớn lên nhìn nó mới đẹp. Mình thích nhất là cái giai đoạn nó từ khoảng bắp tay lấy lên chút với mọi người. Chứ còn lớn quá là nhìn hết đẹp rồi. Rồi thì bây giờ clip cũng khá dài rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nghe. Bye bye.